Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng vui vẻ nha các bạn ơi. Hôm nay vào dịp cuối tuần, mình đi qua bên cái trung tâm mua sắm đó là Guillemot ha các bạn. Ở nơi đây phong cảnh rất là thoáng ha các bạn ơi, rất là rộng lớn và hiện đại bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đó các bạn. Thì là một trong những cái nơi trung tâm mua sắm là hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào dịp cuối tuần thì mọi người đi rất là đông đúc, còn bình thường thì mình cũng có đi nhưng mà mình thấy cái số lượng người thì nó sẽ ít hơn nha các bạn. Ở nơi đây công cộng cho nên khi mà bước vào cổng thì ở đây có đo nhiệt độ ha các bạn, và đồng thời yêu cầu đeo khẩu trang. Cái điều đó là hiển nhiên rồi, để chúng ta tránh tình trạng mà cái khoảng cách gần đó các bạn. Mọi người xếp hàng rất là nhanh nhắn ha các bạn. Tại vì vô có một cửa thang máy này, đây là cái cửa thang máy dưới tầng hầm, cho nên mọi người vô là phải xếp hàng. Đó, các bạn thấy chưa? Mọi người tuân theo cái quy định nội quy là cô phải đo nhiệt độ, mọi người xếp hàng đó các bạn thấy không, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang đi nơi công cộng. Ở đây được biết là khi đi vào thì chúng ta là xếp hàng đo nhiệt độ, còn đi ra thì không cần phải đo các bạn. Mọi người đi ra thì đi tự do, chỉ có đi vào phải xếp hàng thôi nha. Cái điều đó là hiển nhiên rồi, để chúng ta tránh tình trạng mà cái khoảng cách gần đó các bạn, lây nhiễm Covid-19 này kia nọ. Thì thành ra ở nơi đây họ rất là nghiêm ngặt ha các bạn. Đi mua sắm ở trong vòng trong siêu thị thì chúng ta cũng đeo khẩu trang. Đây nè các bạn, thấy ở đây rất là hoành tráng không? Ở đây là nhiều cái chỗ mua sắm rồi, rất là hiện đại luôn các bạn ơi. Ở đây là không có thiếu cái gì hết trơn các bạn ơi. Nếu mà có tiền mình đi là mình mua hết tiền thôi mới về đó các bạn. Chứ ở đây thì cái gì cũng có. Tuy nhiên có những cái giá nó trên lệch ở ngoài không bao nhiêu thôi các bạn. Nhưng mà ở đây là mua sắm rất là an toàn. Và mình đi ở đây mình cảm thấy giống như là giải trí cuối tuần cho những con trẻ hoặc là người lớn chúng ta đi thì để tham quan mua sắm vậy đó. Nếu mà mình không có mua sắm thì mình chỉ đi tham quan thôi cũng được. Ở đây bảo vệ đồ quan sát chặt chẽ lắm các bạn ơi. Hồi nãy đi đo nhiệt độ đó các bạn, thì nãy giờ mình đi vòng vòng ở đây nè, cái việc mà chú bảo vệ nhắc đeo khẩu trang, hồi nãy mình bị dính phốt các bạn. Cái khẩu trang của mình á, mình kéo xuống, lúc mình không biết tự nhiên sao kéo hay là mình không có hay nữa, thì chú bảo vệ lại nhắc mình đeo khẩu trang đó các bạn. Thì ai vào đây mà nếu mà mình đeo khẩu trang mà mình không có kéo lên kính cái vùng mũi, vùng miệng mình á, thì ở đây chú bảo vệ đừng nhắc ha các bạn. Khi mà mình vừa bị nhắc xong cái việc mà đeo khẩu trang đó các bạn, thì nói đến đây mình liên tưởng tới một người đàn ông ở Hương Ngãi đó các bạn. Trong cái thời gian vừa qua, cộng đồng mạng rất là phẫn nộ. Một người đàn ông ở xã Hương Ngãi, huyện Thạch Thất ở Hà Nội đó các bạn. Một người đàn ông này, cái mình nhớ không lầm là sự việc xảy ra vào buổi sáng vào ngày 7 tháng 9. Bữa nay cũng là hơn 10 ngày ha các bạn. Ông này được giấu tên là tên B hay các bạn ơi, hình như là đi xe buýt từ Mỹ Đình Tây Sơn Hà Nội, có nghĩa là cái tuyến đi như vậy Mỹ Đình đến Tây Sơn đó các bạn. Thì cái ông B này nè, ổng không đeo khẩu trang. Thì cái người mà lơ xe buýt đó, một người phụ nữ đó các bạn, nhắc nhở không phải là không đeo, mà đeo là kéo xuống, là giống như mình hồi nãy mà mình quên á, mình kéo khẩu trang xuống hồi nào mình không có hay, cho nên là chú bảo vệ nhắc. Thì cái anh này tình trạng giống như mình, bây giờ mình mới nhớ lại cái việc mà anh này vì sao mà ảnh bị phạt như thế này. Do anh đeo khẩu trang anh kéo xuống đó các bạn, thì một người phụ xe đã nhắc nhở ảnh các bạn. Nhưng mà anh này nhắc nhở ảnh không có hợp tác với cái chị mà trên xe bus thôi các bạn. Thì lúc đó là nhắc nhở ổng thì ổng lại kháng cự lại ha các bạn ơi. Người ta nhắc nhở để phòng chống dịch Covid-19. Giống như hồi nãy mình vô đó thì một vài người cũng bị nhắc, và trong khi đó mình đeo khẩu trang mình kéo xuống mình quên thì mình cũng bị chú bảo vệ nhắc. Là mình gật đầu mình đã dạ cảm ơn và mình kéo cái
cái khẩu trang lên. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho mình ha các bạn, và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Người ta có nhiệm vụ, người ta nhắc nhở mình, đó là mình cảm ơn người ta. Tại vì chính bản thân mình phải biết là mình làm gì, và mình phải bảo vệ sức khỏe mình trước cái đã. Mà ở đây là cái ông B này đó các bạn, khi mà cái chị ở lái xe bus á, không phải cái chị mà phụ xe bus á các bạn, nhắc nhở ảnh này là kéo khẩu trang xuống gì đó, kêu ảnh là đeo khẩu trang lên, thì ông B này lập tức là to tiếng chửi ha các bạn. Và sau đó khi mà ông một hồi là ông lại nhổ nước bọt lên cái người phụ xe luôn, một người phụ nữ luôn các bạn. Thì khi coi đến đây là những cái người mà bên này có cái gian hàng lớn quá bạn ha. Thì khi nói đến đây thì cái việc mà các ông B ông làm như vậy đó, cộng đồng mạng rất là phẫn nộ ha các bạn. Đây mình chiếu lên hình ảnh cho các bạn xem một tí nha. Đó, ok, ổng phun như vậy đó các bạn. Thì cộng đồng mạng rất là phẫn nộ. Sau đó là hơn 10 ngày sau, vào ngày 16 tháng 9 quá, thì lãnh đạo ở xã đó các bạn có mời lên nha để làm việc các bạn ơi. Thì các bạn biết rồi, khi mời lên làm việc thì bên chính quyền địa phương đó xử phạt hành chính cái ông B này 300.000 ha các bạn. Cái ông B này được giấu tên, 42 tuổi, trú tại ở xã Hương Ngãi, huyện Thạch Thất ở Hà Nội á. Thì các bạn biết là trong cái thời gian này rất là nhạy cảm, mà chúng ta đeo khẩu trang nơi công cộng là cái điều hiển nhiên rồi ha các bạn. Nhưng mà sau khi mà mình quên mà được một người khác nhắc nhở như vậy, đáng lẽ là mình cảm ơn. Chứ còn đằng này thì ổng lại chửi lại rồi phun nước bọt nữa. Thì sau khi mà chính quyền địa phương mời ông B lên làm việc các bạn, thì đồng thời ở trạm y tế ở xã Hương Ngãi các bạn cũng lấy mẫu máu để đưa đi xét nghiệm Covid-19 hay các bạn. Rất là may là xét nghiệm của ông B là âm tính SARS-CoV-2 các bạn ơi. Chứ nếu mà ổng mà dương tính rồi chắc là người ta cũng phải hốt hết nguyên xe. Như vậy thì cái điều mà ông B ổng có làm là ổng phun nước bọt lên người phụ nữ này á, là phải nói là rất phẫn nộ dân cư mạng các bạn ơi. Nhiều người comment nói là nếu như ổng mà phun nước bọt như vậy, bây giờ đứng lại nhiều người phun nước bọt vào ổng, có ổng ghê không? Đã bình thường mình đã ghê rồi, cái tiếng nước bọt của mình á là mình tự trong cơ thể của mình mà mình dính vào người khác thì người khác đã ghê rồi, huống chi mà phun nước bọt trong cái thời điểm mà cả nước đều chống dịch Covid-19 hả các bạn. Đó, thì đưa ông đi xét nghiệm, mà không biết là cái anh này có lên lời xin lỗi cái chị này hay không, chứ cái điều anh làm này rất là bức xúc thôi các bạn. Thì cái nơi công cộng mà người ta đã hỗ trợ giúp cho mình, nhắc nhở cho mình, có nghĩa là người ta bảo vệ sức khỏe cho mình. Đó, mình phải biết mình cảm ơn, mình bảo vệ cho mình trước, sau đó là cộng đồng và xã hội. Thì cái việc nhắc nhở đó là hiển nhiên thôi các bạn. Cho nên hồi nãy là vô tình như vậy mình bị nhắc, mình cũng cảm thấy ủa sao kỳ vậy ta, hồi nãy giờ mình đeo cái khẩu trang mà vì sao mà mình kéo xuống từ lúc nào nó không hay. Chứ không phải là mình cố tình nha các bạn, mình đi cũng đeo khẩu trang. Thì cái việc vô tình của mình như vậy thì người ta nhắc nhở mình là cái điều hiển nhiên thôi, đâu phải người ta ghét bỏ mình gì đâu. Nhưng mà theo cái quy định chung và cái nơi công cộng thì chúng ta phải thực hiện ha các bạn. Thôi đi vòng vòng ở đây các bạn ơi, ở đây phong cảnh này cũng hiện đại quá luôn đó. Nếu như ai chưa đi trong cái trung tâm mua sắm này thì các bạn có thể đi một lần để tham quan. Mà nếu như các bạn đi ở đây thì các bạn nên mang cái dép thấp thôi các bạn. Tại vì ở đây rộng lớn lắm, cho nên nếu mà bạn đi dép cao là bạn đi không có nổi. Cái không gian nó rộng lắm, bạn đi chỗ này rồi bạn sẽ đi lên chỗ kia, bạn tham quan hết. Hình như là ở đây là lầu trên đó là mấy lầu ta, hình như 8 lầu hay sao đó, có thang máy lên và có những cái thang cuốn ha các bạn. Nếu như ở đây thì những phụ huynh nào mà đi mua sắm ở đây cũng có nhà sách nè, cũng có trung tâm học tiếng Anh nè, rồi siêu thị nè, rồi mua sắm rồi ăn uống, nói chung ở trong này là không có thiếu cái gì hết các bạn. Có chỗ là chăm sóc về sắc đẹp nữa các bạn ơi. Cho nên chúng ta mà vào đây mua rồi chúng ta chỉ hết tiền thôi chứ là không có thiếu đồ. Thì mình chia sẻ cho các bạn thông tin như vậy. Khi mà mình đi nơi công cộng thì tự bản thân mình hãy giúp cho mình, là mình bảo vệ cho mình ha các bạn. Nếu như mình lỡ mà
không có đeo khẩu trang thì một người nào đó nhắc nhở mình hoặc là chú bảo vệ nhắc nhở mình, thì mình cũng rất là cảm ơn họ hay các bạn, vì cái điều đó là họ giúp cho mình cái sức khỏe để bảo vệ chính bản thân mình và gia đình con cái mình, cái điều đó là rất là tốt ha các bạn. Chứ nếu mà có những cái hành động mà phản ứng lại trái chiều và phun nước bọt vào người khác như vậy thì cái điều đó là không nên ha các bạn. Thì nói đến đây, cái việc mà anh B ảnh phun nước bọt vào một người phụ xe mít á, thì cái điều đó là thấy quá sai rồi. Với lại nữa, cái lịch sự của người đàn ông mà khi mà phụ nữ nhắc nhở như vậy thì đáng lẽ là nói anh cảm ơn em hay gì, những cái lời nói mặc dù là nhẹ nhàng nhưng mà cảm thấy là người ta rất là vui, hoặc là mình không cảm ơn thì thôi mình cứ lặng lẽ mình kéo khẩu trang lên đi thì cũng được. Chứ ở đằng này thì người đàn ông này lại là chửi lại. Nóng tính thì nóng gì vừa, chứ nóng như vậy thấy bây giờ là lên mặt báo rồi, mọi người đều biết cái mặt hết trơn trội rồi, thấy mắc cỡ quá các bạn ơi. Phải nói nếu mà gia đình hoặc là con cái gì đó, nếu nó đi học mà nó thấy thằng cha mình vậy mình cũng mắc cỡ. Thật ra là mình là người lớn, là bậc phụ huynh, nếu như mà mình làm cái điều gì đó sai trái thì mình cũng phải nghĩ tới việc con cái mình đi học thôi các bạn. Đôi khi trẻ nhỏ nó gặp những cái tình huống đó rồi bạn bè nó biết được người đó là cha mình hay là mẹ mình thì cái điều đó không hay cho bọn trẻ ha các bạn. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi vòng vòng mua sắm ở đây các bạn ơi. Ở đây có nhiều cái gian hàng mà hiện đại lắm. Nếu các bạn mà một lần nào đó các bạn vô đây, các bạn tham quan và mua sắm một ít cho biết thôi các bạn. Tuy nhiên ở đây có một số cái đồ ăn, thức uống thì thật là ngon, nhưng mà cái giá cũng hơi cao. Tại vì ở đây là dịch vụ mà, nơi hiện đại nữa, cho nên cái chi phí nó hơi cao hơn một chút. Nhưng mà không sao, nếu như ai một lần đó vào đây thì cứ thử một lần, rồi lần sau nếu mà thấy ok, hài lòng thì chúng ta tiếp tục thôi. Ok, rồi thôi mình di chuyển nơi khác đi các bạn ơi. Đó, mình wheel qua đây một vài cái chỗ rất là hiện đại. Mình cũng vừa quay cái clip vừa rồi á, nhưng mà do dài quá cho nên mình ngắt ra bớt ha các bạn. Cho nên ở đây thì cái trung tâm mua sắm ở đây là hiện đại, mình cũng hay thường qua đây. Mình quay và mình giới thiệu cho tất cả mọi người luôn. Nếu mà sau này ai có đi đến thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nhớ đi đến trung tâm Gigamon này để chúng ta tham quan và mua sắm. Ok, rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây ha. Mình tiếp tục công việc khác của mình nữa. Rồi chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký để các bạn cập nhật được những video mới khi mình sản xuất ra đó các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Tạm biệt, hẹn gặp lại lúc sau nhé.